Hello, xin chào anh em. Mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì ở tập trước, ở trong cái video Cardinal này thì mình cũng đã đồng hành cùng anh em trong một nửa video rồi. Và giờ đây, mình lại đồng hành tiếp tục cùng anh em trong một nửa video còn lại. Tại vì là cái sự phân tích của mình trong cái bức tranh Cardinal hiện tại á, là nó cái với cái nội dung nó quá là dài, nó lên tới tận là 45-50 phút lận, nên mình phải cắt ra hai video để thành hai phần để cho anh em có thể tiện theo dõi, cũng như là cái việc mình xem nó không có bị quá tải và bị chán á anh em. Ok, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa, chúng ta cùng đi vào nửa phần còn lại trong cái hành trình Cardinal của chúng ta ngày hôm nay nha. Vậy thì chúng ta có những cái bước phát triển cực kỳ mạnh mẽ của Cardinal trong tháng 9 như thế này. Và tiếp theo, đối chiếu qua đây, cái việc hồi nãy mình so sánh cho anh em đó là cái vấn đề hack, đúng không? Tấn công mạng lưới thì Cardinal họ cũng dường như họ cũng đã dự trù được cái vấn đề đó rồi. Và cái việc mà họ phát triển từ tốn như vậy, họ đặt từng viên gạch như vậy, có lẽ đã nằm trong cái kế hoạch dự trù trước của họ rồi. Đó, vậy thì có một cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó, thì vào tháng 7 đó, thì trước khi mà họ triển khai cái Manet Alonso này, thì họ đã có một cái động thái nó rất là táo bạo rằng là sao, là họ tổ chức một cái cuộc thi hackathon đó. Và cái thường thì anh em thấy á, thì những cái cuộc thi được đưa ra bởi các nền tảng như vậy thì nó thường nhắm đến sao, nó thường nhắm đến những cái dự án mới, những cái dự án khởi nghiệp, họ tranh đấu với nhau đó, họ tranh đấu với nhau để họ chọn ra những cái dự án nào tiềm năng nhất để mà họ đầu tư và họ phát triển, đúng không? Nhưng mà cái cuộc thi hackathon này á, của Cardinal thì họ lại nhắm vào sao? Họ nhắm vào những cái đối tượng hacker đó. Họ nói rằng là bây giờ tôi sẽ tổ chức một cái cuộc thi hack. Nếu mà ông hacker nào đó mà thấy được cái lỗ hổng ở trên Cardinal, thấy được cái rủi ro nào, cái bất trắc nào ở trên Cardinal, thì chính Cardinal sẽ trao thưởng cho ông hacker đó, và cái giải thưởng nó lên tới 10.000 đô nha anh em. Đó, thì ở đây mình cũng đã có một cái thông tin đây. Một cái thông tin đến cho anh em đây. Vào ngày 27 tháng 8 ha, thì Cardinal đã tổ chức một cái cuộc thi mà mình nghĩ rằng đây dường như là một cái cuộc thi mà độc nhất vô nhị ở trong thị trường của chúng ta luôn. Đó, tôi kêu gọi tất cả những hacker, ông nào có tài hack thử đi, tôi sẽ trao thưởng cho ông. Đó. Thì á, đây đối chiếu qua là một cái sự so sánh khác về cái vấn đề mà đang tồn động ở thị trường DeFi ha. Và tiếp theo chúng ta hãy đến tới một câu chuyện pháp lý đi. Thì anh em có để ý không? Tức là cái thị trường của chúng ta á, nó luôn được vận hành bởi hai yếu tố chính. Nếu mà nền tảng của anh tốt, nền tảng của anh có dự án phát triển tiềm năng, đó là một điểm cộng rất lớn. Nhưng chúng ta không thể nào bỏ qua được cái hành lang pháp lý được anh em. Nó giống như việc chúng ta đi làm hàng ngày mà thôi. Chúng ta không có chứng minh nhân dân, chúng ta không có những cái quy tắc ứng xử có quy định ở trong công ty, chúng ta không có văn bản cụ thể, đúng không? Thì mặc dù anh có giỏi đến cỡ nào, anh cũng sẽ không tồn tại ở trong công ty đó, anh cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Và mặc dù anh có là công dân gương mẫu cỡ nào, nhưng mà anh không có những cái tư cách pháp nhân, pháp lý của mình, như là về chứng minh thư nè, về giấy khai sinh hoặc là những cái chứng từ khác, thì anh cũng không thể nào có thể phát triển được trong một quốc gia đó. Thì dường như đó, Cardinal cũng đã tính trước cái vấn đề này rồi. Thì ở đây mình đã liệt kê đến cho anh em. Đó, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái nền tảng Cardinal này thì chúng ta có ba cái chân ha, ba cái gọng kìm để có thể phát triển chung. Đó chính là Cardinal Foundation. Thì Cardinal Foundation này là một cái tổ chức độc lập. Đó, thì của Cardinal, thì cái tổ chức này nó chịu cái trách nhiệm pháp lý và thương mại để hỗ trợ cho người dùng ADA, và nó có trụ sở tại Thụy Sĩ ha. Tiếp theo chúng ta có Input Output Hong Kong là IOHK đó. Thì đây là một cái công ty cũng do George Hutchinson đây nè, cũng do George Hutchinson thành lập. Và IOHK đó chịu trách nhiệm về sao? IOHK là chịu trách nhiệm phát triển chính trên nền tảng. Và chúng ta có Immugle là cái công ty hồi nãy đã đổ 100 triệu USD vào cho Cardinal đó. Thì Immugle sẽ hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho những dự án khởi nghiệp, những dự án tiềm năng được xây dựng trên blockchain của Cardinal ha. Thì chúng ta có ba cái gọng kìm như vậy. Vậy thì cái câu chuyện pháp lý mà Cardinal đang xây dựng ra sao? Thì anh em thấy hồi nãy mình có đề cập đến cái vấn đề pháp lý này á, là rất nhiều nền tảng DeFi đang bị xét nhắm tới, như là về Uniswap nè. Đó, hoặc là những cái nền tảng khác đã được gửi track hầu tòa rồi.
đó, như là Polkadot, như là Terra Luna đó, hoặc là chúng ta có cái câu chuyện pháp lý giữa XRP và Coinbase đó. Vậy thì chắc chắn rằng trong tương lai Cardano không thể nào ngồi im được, đúng không anh em? Đó, vậy thì sao? Vậy thì họ đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào về cái câu chuyện pháp lý này? Thì cái sự kiện mới đây mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em á, thì vào khoảng ngày 28-29 tháng 9 á, sau khi cái hội nghị Cardano kết thúc đó anh em, thì Josh Hutcherson tuyên bố rằng là ông sẽ trực tiếp đến Washington DC để mà có thể phát biểu trực tiếp về cái vấn đề dự luật cơ sở hạ tầng ha. Đây, cái dự luật cơ sở hạ tầng đây anh em, đó, để có thể thuyết phục rằng những nhà chức trách hoặc là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một cái cá nhìn nó rõ hơn, nó cụ thể hơn về thị trường crypto, để mà thuyết phục họ rằng là sao họ sẽ mở rộng nhẹ tay hơn đối với thị trường của chúng ta. Và Josh Hutcherson sẽ làm điều đó. Và cái điều khiến mình ấn tượng hơn cả đó là về sao là Josh Hutcherson dường như là một cái đại diện duy nhất trong cái vấn đề này. Và ông cũng tuyên bố rằng là sao, ông cũng tuyên bố rằng đối với cộng đồng tiền mã hóa rằng là tôi không cần biết các bạn đang có cái khuynh hướng dự án nào đó, không biết các bạn, không quan tâm các bạn đang yêu thích một cái dự án nào, có thể là, không thể là ADA, có thể là Bitcoin, có thể là Ethereum, có thể là rất nhiều dự án khác, tôi không quan tâm vấn đề đó. Cái tôi quan tâm bây giờ là tất cả chúng ta đang tham gia vào thị trường tiền mã hóa, đúng không? Chúng ta có những lựa chọn khác nhau, nhưng bây giờ đây chúng ta hãy cùng đồng lòng lại để mà có thể gửi đến những cái thông điệp nó tích cực để cho chính phủ Hoa Kỳ, những nhà lập pháp Hoa Kỳ họ nhìn nhận ra rõ ràng là blockchain của chúng ta đang phát triển như thế nào, để mà từ đó họ có những cái chính sách nó nhẹ tay hơn, đúng không? Nó ôn hòa hơn đối với thị trường chúng ta. Thì á, thông qua cái sự kiện này thì mình cảm thấy rằng là cái danh tiếng của Josh Hutcherson cũng giống như là những cái tư tưởng của ông, nó đã tác động một cách rất là mạnh mẽ đối với cộng đồng tiền mã hóa nói chung. Và điều này nó vô tình nó tạo nên một cái niềm tin rất là lớn đối với cái dự án của riêng ông, ADA đó. Và nó cũng tạo ra một cái cầu nối pháp lý nhẹ nhàng giữa cái nền tảng ADA đối với góc nhìn của những cơ quan tổ chức pháp lý. Và sao nữa, và tiếp đó chúng ta lật lại quá khứ một tí, đó chính là ông Jeremy Hogan này đó anh em. Ổng là một luật sư mà tham gia rất nhiều vào những cái sự kiện pháp lý giữa crypto, chính phủ và cơ quan chức năng ha. Thì ông có đưa ra một cái thông tin mà mình đã tìm hiểu và mình gửi đến cho anh em, đó chính là hồi đó đó khi mà ADA á họ tổ chức ICO đó, thì họ tổ chức tại Nhật Bản, và 95% ICO đó được đến tay các nhà đầu tư Nhật Bản, sau đó mới đến tay các sàn giao dịch, và sau đó mới đến tay Hoa Kỳ ha. Vậy thì sao? Vậy thì cái điều này nó tác động như thế nào? Thì anh em biết á, thì ở cái video mà mình phân tích về XRP và SEC đó, thì SEC nói rằng là tất cả những ICO có thể đều được xem là chứng khoán, đúng không? Vậy thì khi mà Cardano họ tổ chức ICO tại Nhật Bản vào cái thời điểm đó, thì vào thời điểm đó Nhật Bản là một quốc gia dường như là rất là cởi mở với tiền mã hóa, và hết 95% ICO đến tay các nhà đầu tư của Nhật rồi, sau đó mới chuyển hóa sang các sàn giao dịch vào Hoa Kỳ. Vậy thì SEC cũng giống như là các cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ, họ cũng không có một lý do gì để mà họ động đến Cardano cả. Đó chính là một điểm cộng tiếp theo về câu chuyện pháp lý dành cho Cardano đó. Và theo cái phần trăm á, mà luật sư Jeremy Hogan này á, nói về cái đồng Cardano này á, thì nếu mà để đánh giá trên cái thang điểm 10, đúng không, trên cái thang điểm 10 khả năng mà pháp lý sẽ đá động đến Cardano, thì nó chỉ nằm từ khoảng từ 2 điểm tới 2 điểm rưỡi thôi, một cái khả năng rất rất là thấp. Và một cái sự thật mình muốn truyền tải đến cho anh em tiếp theo chính là ông Jeremy Hogan này, vào cái thời điểm đó thì ông cũng nói rằng là các nền tảng như là Polkadot, đúng không, Polkadot, Uniswap cũng nên cẩn thận về cái vấn đề này. Thì ngay lập tức chúng ta có một cái câu chuyện vào tầm khoảng tháng 9, khi mà SEC đã đá động đến trác hầu tòa, và trong đó có Polkadot, và SEC cũng đã trực tiếp điều tra Uniswap. Thì dường như á, những cái gợi mở của Jeremy Hogan vào thời điểm đó nó đã thành hiện thực rồi. Và hiện tại về phía Cardano ADA của chúng ta thì chúng ta vẫn chưa bị gì cả, đúng không? Và cái câu chuyện pháp lý tiếp theo tức là sao? Tức là ở đây mình muốn nhấn mạnh rằng á, là Cardano Foundation này họ chịu trách nhiệm pháp lý và thương mại tại Thụy Sĩ,
Và đây cũng là một cái điểm cộng tiếp theo nữa dành cho nền tảng nha anh em. Tại vì anh em biết là tầm khoảng 3 ngày trước, 3 ngày trước thôi, thì tại Thụy Sĩ họ đã phê duyệt lần đầu tiên quỹ tiền mã hóa hoạt động hợp pháp tại quốc gia này. Đó, được phê duyệt bởi cơ quan tài chính Thụy Sĩ luôn nha anh em. Thì cái điều này nó mở ra một cái cánh cửa pháp lý, một cái hành lang pháp lý cực kỳ có lợi thế dành cho Cardinal khi chính Cardinal Foundation được đặt tại quốc gia này. Đó, và Thụy Sĩ lại là thuộc châu Âu. Mà hiện tại cái bức tranh anh em thấy rồi đó, Trung Quốc gây áp lực rất là lớn, Hoa Kỳ cũng gây áp lực rất là lớn, nhưng mà châu Âu lại là một cái lãnh thổ, một cái khu vực mà đang cởi mở rất lớn đối với thị trường tiền mã hóa của chúng ta. Và thật may mắn khi mà Cardinal họ đặt tại quốc gia Thụy Sĩ này. Đó, vậy thì cái tương lai khi mà họ đã củng cố cái câu chuyện pháp lý và cái câu chuyện pháp lý này rồi, và tương lai họ mở rộng sang những cái lãnh thổ khác, nó là điều cực kỳ dễ dàng. Anh em có thể minh chứng qua cái câu chuyện của sàn giao dịch FTX đó anh em. Đó, anh em thấy cái câu chuyện khác nhau giữa sàn giao dịch FTX và Binance đúng không? FTX liên tục có những cái chiến thắng trên mặt trận pháp lý đối với những cái quốc gia đó, nhưng mà sàn Binance thì họ lại liên tục thua cuộc. Đó, thì cái điều này nó hoàn toàn, chúng ta có thể so sánh hoàn toàn với bức tranh của Cardinal hiện tại ha. Vậy thì để củng cố cho cái vấn đề pháp lý này thì chúng ta có IOHK. Cardinal không chỉ phát triển cái nền tảng của họ DeFi như là mình vừa trình bày, DeFi thế hệ mới ra sao, họ xây dựng như thế nào, mà về cái IOHK này cũng là một cái gọng kìm quan trọng của cái nền tảng Cardinal này, thì họ cũng đã xây dựng cái vấn đề pháp lý ở quá khứ đến hiện tại, mà mình cho rằng là đây là một cái chiến dịch rất là hay của Cardinal ha. Họ cung cấp giải pháp blockchain cho Bộ Giáo dục của Ethiopia này, lỡ châu Phi nha anh em. Họ xây dựng những cái công nghệ AI tại châu Phi và hỗ trợ kết nối internet cũng giống như là các giải pháp tài chính tại những quốc gia tại châu Phi, một cái lãnh thổ mà nó đang gặp rất là nhiều khó khăn đúng không, một cái lãnh thổ mà nó nghèo nhất thế giới hiện tại. Thì Cardinal đã tiến vào cái vùng đất này để hỗ trợ những cái giải pháp cho họ để có thể nâng cấp cái đời sống của họ lên. Cái điều này á, nó đã thể hiện được rằng là sao? Thể hiện được là cái chiến dịch của Cardinal muốn chứng minh cho cả thế giới rằng là, muốn chứng minh cho các nhà chức trách pháp lý rằng là blockchain, crypto không phải là một câu chuyện bánh vẽ, không phải là một cái gì đó nó quá là trục lợi cho cá nhân, mà chúng tôi đã thực hiện được những cái cột mốc như thế này đây. Chúng tôi hỗ trợ những quốc gia ở những nước nghèo như thế này đây. Đó, vậy thì sẽ mở một cái con đường rất là lớn để cho củng cố thêm rằng là các nhà chức trách pháp lý đó, các cơ quan pháp lý tài chính đó sẽ không bao giờ đá động đến Cardinal cả, đúng không? Đây, thậm chí ở đây mình có liệt kê rằng là nền tảng Cardinal họ cũng đã hợp tác với chính phủ của Georgia để có thể cải thiện giáo dục bằng blockchain. Đó, thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta lại quy rằng là sao? Cái vấn đề bài toán đánh đổi của ADA, của Cardinal là một bài toán cực kỳ hay. Và đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã đi đến một cái giai đoạn rằng là Cardinal đã tăng trưởng rất là mạnh rồi đúng không? Nếu xét về 3 năm trước, nếu xét về năm 2017 đi, thì đến thời điểm hiện tại Cardinal khi mà đạt một cái mức giá ATH tới gần 3 đô, thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là tất cả những cái gì mà Cardinal đang xây dựng đó, hiện tại nó đã đạt được một cái thành quả nhất định rồi. Và theo quan điểm cá nhân của mình thì trong tương lai nếu mà Cardinal hoàn thiện được cái thế hệ DeFi mới này, đảm bảo tất cả những cái yếu tố về việc hacker, rủi ro, về những câu chuyện pháp lý và củng cố cho cái hệ sinh thái của mình đầy đủ những cái yếu tố đó, thì mình nghĩ rằng là cái bước phát triển của Cardinal nó còn cực kỳ lớn trong tương lai nữa. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với những cái dữ kiện quan trọng tiếp theo đi. Thì anh em có thể thấy được rằng đó, ở đây mình sử dụng cái pool tool của IO ha. Thì cái số lượng stack của trên Cardinal là hiện tại đang bây giờ đang khoảng là 53,14 tỷ. Đó, nó chiếm gần là 71,84% nguồn cung của Cardinal. Thì anh em có thể thấy được rằng đó là số lượng người, các nhà đầu tư họ giữ Cardinal, họ đã đặt niềm tin cực kỳ lớn vào cái nền tảng này như thế nào. Khi cái việc stacking nó tới một cái con số rất là khổng lồ như thế này, nó chiếm khoảng là 71,84% nguồn cung mà. Đó, vậy thì khi mà chúng ta tiến đến một cái giai đoạn tiếp theo, như là giai đoạn sau này đó anh em, đó giai đoạn Basel, chúng ta triển khai các mạng lưới sidechain, chúng ta có cơ chế sharding để có thể mở rộng dung lượng mạng lưới, và chúng ta tiến đến một cái kỷ nguyên, là một cái kỷ nguyên phi tập trung thực sự. Đó, thì lúc đó Cardinal sẽ còn phát triển ra sao nữa đúng không? Hoặc là chúng ta hãy nhìn vào một cái dữ kiện khác đi, đó chính là một cái dữ kiện về thị trường DeFi của chúng ta. Thì hiện tại
anh em thấy rằng á, Ethereum vẫn là một cái vị thế rất là lớn, vẫn là một ông lớn, chiếm cái thị phần rất là mạnh ở trên cái thị trường DeFi này. Tiếp theo đó chúng ta có Binance Smart Chain, chúng ta có Solana. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái danh sách này đó, anh em có thể thấy được rằng là chúng ta không có những cái tên như là Cardano hoặc là Polkadot, đúng không? Vậy thì sao? Vậy thì đối với Cardano đó, hiện tại đó Cardano đang xếp ở vị trí thứ 3 ha, thứ 3 ở trên thị trường tiền mã hóa của chúng ta. Những cái ông lớn như Cardano, Polkadot chưa có đi vào cái vùng đất này mà họ chỉ đang tích cực xây dựng mà thôi. Thì nếu khi mà họ xây dựng xong, khi mà họ hoàn thiện xong, họ tiến vào cái vùng đất DeFi này đó, thì anh em có thể thấy được rằng là cái tiềm năng phát triển của họ rất là lớn. Và đặc biệt hơn, những cái dự án được build trên Cardano, được build trên Polkadot, được build trên những hệ sinh thái của các ông lớn như vậy, thì đó cũng là một cái cơ hội để anh em có thể tìm kiếm những cái lợi nhuận cực kỳ khủng từ những cái dự án như thế này. Thì ở đây anh em có thể thấy là cái hệ sinh thái của Cardano đây bây giờ đang có rất nhiều gương mặt ở trên này, và chúng ta có thể tìm được những cái hệ sinh thái, những cái con gem, những cái nền tảng tốt ở trên đây ha. Thì mình nghĩ rằng cái vấn đề tìm kiếm là một cái vấn đề mà nó đã rất là đơn giản đối với anh em rồi. Và cái điểm tiếp theo mình muốn chia sẻ cuối cùng ở trong video này đó chính là cái thông tin này ha. Tại vì video cũng khá là dài rồi nên mình cũng muốn chia sẻ cái thông tin này để cuối cùng, để cho anh em có thể tổng quan lại cái bức tranh mà hiện tại mình đang nói về Cardano ra sao. Thì á, ở trong cái dữ liệu này mình sử dụng dữ liệu của Outlier Venture ha anh em. Thì á, anh em thấy là trong năm 2020 và năm 2021 đó, thì chúng ta có năm cái blockchain mà hoạt động một cách tích cực nhất. Và những cái chỉ số này nè anh em, những cái chỉ số là như là 441 nè, 405, 385 này đó, thì đây là cái chỉ số mức độ cam kết ha. Nó thể hiện một cái sự đóng góp của đội ngũ phát triển dự án vào trong nền tảng, cũng giống như là độ hoạt động tích cực của dự án đối với nền tảng đó. Đó, thì anh em có thể thấy top 5 thì dĩ nhiên rồi, chúng ta có một cái gương mặt không thể nào mà thiếu được, đó chính là Ethereum ha, thì đang ở vị trí số 1. Nhưng mà Cardano ở vị trí số 2, và thậm chí còn vượt trội hơn cả Bitcoin, Filecoin và Polkadot. Điều này nó chứng minh rằng là gì? Nó chứng minh rằng là sau bao năm tháng phát triển đó, đối với những nền tảng hàng đầu như anh em thấy hồi đó, chúng ta có Cardano, chúng ta có XRP, chúng ta có EOS, thì hiện tại đó XRP, EOS, NEO, những nền tảng đã cũ rồi, thì hiện tại cái mức độ hoạt động của họ dường như nó đã chậm lại và nó không có tích cực bằng Cardano. Và Cardano sau bao năm tháng đó vẫn đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng là sao, đội ngũ phát triển của họ vẫn đang tiếp tục phát triển dự án, và cái mức độ hoạt động của họ vẫn đang vô cùng tích cực đó. Và cái điều này nó đã cho Cardano một cái bức tranh hoàn toàn khác vào thời điểm hiện tại ra sao đó. Thì anh em có thể thấy ở đây Core Developer là những nhà phát triển trọng yếu của Cardano, họ đã hoạt động như thế nào, thì Cardano cũng lọt vào top 5 nền tảng đang phát triển tích cực nhất vào thời điểm hiện tại ha. Vậy thì qua những cái chỉ số như vậy, về chỉ số về độ phát triển, về mức hoạt động ảnh hưởng của đội ngũ phát triển lên dự án ra sao, độ tích cực của họ như thế nào, mức độ cam kết của họ như thế nào, thì chúng ta đều thấy được rằng là Cardano luôn luôn nằm trong top 5 đó. Và cái bức tranh DeFi thế hệ mới Cardano đang thực hiện ra sao, bài toán đánh đổi, sự hoài nghi, sự lo lắng của các nhà đầu tư trong những năm tháng quá khứ và hiện tại Cardano đang xây dựng như thế nào so với những cái vấn đề tồn động ở trong thị trường DeFi như thế này, và Cardano đang hướng tới cách để hoàn thiện hơn, để bảo mật nó hơn, để có thể cấp tiến hơn, để cho chúng ta không hề có một cái lỗ hổng, cũng giống như là không hề có một cái sự lo lắng nào khi chúng ta đầu tư vào những cái dự án được xây dựng trên Cardano và chính bản thân ADA nữa. Thì qua video này mình cũng có thể truyền tải được đến cho anh em một phần nào đó về cái bức tranh hiện tại của Cardano như thế nào, và cho anh em thấy được rằng là hiện tại chúng ta đang ở đâu đối với cái đồng ADA này. Và mình nghĩ rằng là những cái thông tin hôm nay mình chia sẻ đến cho anh em thì nó vẫn chưa có phải là toàn diện nhất về Cardano đâu. Tại vì nếu mà để chúng ta nói được về cái bức tranh, để chúng ta nói được về những cái thông tin nó đi sâu vào từng dự án ở trên hệ sinh thái Cardano, thì mình nghĩ rằng là nó là một cái
quá trình nó rất là dài và sẽ là rất là mất thời gian của anh em. Vì thế nên trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến cho anh em hiện tại cái bài toán đánh đổi của Cardinal họ đang thực hiện như thế nào mà thôi. Và mình hy vọng rằng á, là cái video của mình nó sẽ đem đến cho anh em một cái nhìn tổng quan nhất vào hiện tại với tình trạng của đồng ADA này, để cho anh em có những cái xu hướng cũng như những cái quyết định của mình trong tương lai đối với cái nền tảng này. Và nếu anh em thấy hay thì anh em có thể cho kênh của Coin68 một subscribe, hoặc là anh em có thể để lại những cái bình luận ở bên dưới của anh em về cái tiềm năng phát triển của đồng ADA này ra sao, và anh em có nhận định như thế nào về cái đồng ADA này. Đó thì anh em hãy cho mình biết ở bên phần phía dưới ở comment nha. Ok, vậy thì video đến đây đã kết thúc rồi. Mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành với mình trong cái bức tranh của Cardinal ngày hôm nay. Và mình xin hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nha. Bye bye.